Chỗ này câu cần 15 mét. Hả? Đi. Cửa cống này này, đẹp. Đang chảy à? Tắm rất nhiều ở dưới. Úi giời, cá đây nè. Nè. Cá nổi ra thành cá khô rồi. Đang chảy ra hay sao? Đúng không? Sâu ấy. Đây chắc là có hàng nhưng mà sẽ rất là khó câu đây. Cần đây với cần dài. Xin chào các bác nhé. Hôm nay quay cho các bác xem cái bể cá thôi. Đây là bể cá cá rồng. Trong này thì rất nhiều các loại cá khác nhau. Ngoài ra thì bên này là đây là một lũ cá vàng. Cá vàng. Linh gù. Liêu gù. Đây con này. Con này. Con này. Con này siêu to khổng lồ. Đây là mấy con mặt mặt này. Có bắt đèn không? Đèn thì thấy hai con đèn. Hôm nay có một cái đặc biệt các bác xem đây là. Đây giới thiệu các bác đây là phượng hoàng cổ trấn của Trung Quốc thu nhỏ. Thì tôi chưa có dịp đi Trung Quốc bao giờ nhưng mà nhìn các bác nhìn cái này ok không? Đây là được thiết kế từ những cái đây là những cái thảm cây này, cỏ thật, cây thật này. Chỗ này toàn là cây cỏ thật, những cái này đều là cây thật, còn đây là cỏ giả bác nhá, trâu. Thì mấy hôm nữa thì cô sẽ thả thêm ít cá đây. Đây có hệ thống nước chảy ra đây, từ trong như là suối. Trên này đều những cái cây rêu. Trên này thì hàng ngày là tôi phải xịt nước. Đây bố này xịt nước này. Đây là những cái con cái cầu các bác, là cái cầu là cái cầu đây là bên trên là những cái ngôi nhà. Đây là cái mô hình thu nhỏ của là gọi là Phượng Hoàng Cổ Trấn Trung Quốc. Bên này là ba con rồng bò sát các thể loại. Đây là rồng rồng đấy, rồng Komodo của xứ sở vạn đảo Indo. Rất là hiền, làm giàu giàu ăn thế. Đây mấy ngày. Đây hai con khỉ trong Ninh Thuận. Bám vào kia nó rất là ngon, nhìn người ra ngoài nó hơi sáng sáng đen đen. Đây bám vào nó im một không luôn. Không tìm được. Thế mà tôi bảo mấy lần mà nhìn nó ra không nhìn thấy gì. Không tìm cho nó bám thì cá khổ. Mà nó bám khổ rồi nó đổ máu đi, không bộ, sợ. Nhìn thì chạy phát. Xong bắt đầu mới thấy hai con mắt của nó. Đi lên kia xong quay cái hiêu đang gặm cỏ.
Đây đều là mầm thật này. Đều là xi măng. Xi măng là... cây xanh này là cây thật hết. Rất là đẹp. Xanh mầm đó. Con này là đít. Ờ, con này mơ kiểu lắc lư. Con này bị mù ở mắt hay sao ấy. Con này mắt bên kia bị mù. Đó, chuẩn luôn. Mù lắm mắt. Con đen này. Mấy con béo tròn này ăn về thì đã không mua cá vàng. Quay đi.